Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các quý nhân dân Phật tử, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật là vị vua về thầy thuốc. Khi còn hành Bồ Tát Đạo, Ngài đã phát 12 đại nguyện để cứu độ chúng sinh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng, hành trì kinh Dược Sư giúp cho chúng ta được tiêu trừ ách nạn, kéo dài thọ mạng. Trong bài khai thị đầu năm Giáp Thìn tại Chùa Huê Nghiêm, Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng cũng khuyến khích các quý Phật tử trì tụng kinh Dược Sư, đồng thời suy ngẫm, tập làm theo hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư và lối sống của các vị Bồ Tát. Với ý nghĩa đó, Chùa Ba Vàng tổ chức đàn lễ Dược Sư cầu an để quý Phật tử, nhân dân thập phương cùng tụng kinh Dược Sư, hồi hướng, nguyện cầu tiêu tai diên thọ, chuyển hóa bệnh khổ, cũng như tránh được 9 thứ chết yểu, chết oan và kéo dài thọ mạng. Hôm nay, ngày 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tức ngày 18 tháng 2 năm 2024, là ngày tụng kinh thứ nhất trong chương trình tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm. Giờ này đã đến giờ diễn ra thời khóa, xin thỉnh toàn thể đại chúng đồng chắp tay trang nghiêm để cung đón chư tôn đức tăng quang lâm tác lễ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch chư tôn đức tăng, giờ này toàn thể chúng con đã ổn định và trang nghiêm, chúng con một lòng thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng quang lâm tác lễ tụng kinh trong chương trình tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm cho hàng Phật tử chúng con được thừa hưởng ân đức từ nơi Tam Bảo. Xin thỉnh toàn thể đại chúng đồng niệm hồng danh Phật để cung đón quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
giới định tuệ ba môn giải thoát, tòa hương thơm bát ngát đại thiên, mang chánh pháp mọi miền chúng hướng, đệ tử con tâm tưởng Như Lai. Dưới Phật đại thành tâm kinh lễ, thỉnh mười phương tam thế chứng minh, chúng con phát nguyện tu hành, dưỡng ý chí tầm cầu giải thoát, tâm giác ngộ tỏa hương ngào ngạc, dân cúng dường chư Phật Thế Tôn. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tác Đại Chứng Minh. Chúng con đương oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, bạch thỉnh hết thảy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng, theo hành nguyện của các ngài quan giáng nơi Pháp hội, chứng minh và gia hộ cho chúng con. Cùng nương oai lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bạch thỉnh hết thảy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp, hết thảy chúng quỷ thần vì lợi ích của mình khởi tâm hoan hỷ tinh tấn hộ trì, nương oai lực Phật vân tập về nơi Pháp hội hôm nay, theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Khải bạch Tam Bảo, chư Phật từ bi bốn nguyện dày sâu, rộng độ muôn loài, chúng sinh nhất tâm xưng dương tán thán, một lòng nguyện cầu thoát ly khổ ách. Duyên nay là ngày mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn, hết thảy chúng con tăng ni Phật tử học tu Pháp Phật, tin vào năng lực Tam Bảo, bốn nguyện cứu khổ độ sinh rộng sâu của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang. Hôm nay, chúng con một dạ chí thành thiết lễ đàn tràng xứng táng hồng danh, chí thành đảnh lễ phát nguyện thọ trì đọc tụng Dược Sư bốn nguyện tôn kinh. Nguyện cầu quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, nhân dân Phật tử được mạnh khỏe, bệnh căn thuyên giảm, thân tâm an lạc, mạng vị bình an, cát sự kiết tường. Nguyện cho tăng đoàn chúng con thuần duyên tu tập hoằng truyền chánh pháp, ngưỡng nguyện Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang, hai vị Bồ Tát Nhật Quan Biến Chiếu và Nguyệt Quan Biến Chiếu cùng 12 vị Đại Tướng Dược Xoa gia hộ chúng con tu hành. Nương oai lực Tam Bảo, hành nguyện độ sinh và độ cho hương linh của chư tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp Lục Hòa, chúng con xin thỉnh các chúng trong cõi tâm linh đã được chư tăng ni Phật tử nhân dân đã bạch thỉnh về tu tập chương trình này được vân tập về đây, nương đức chúng tăng cùng theo tu tập nghe kinh thính pháp, sám hối tội lỗi, ác nghiệp tiêu trừ, giác ngộ chân lý, sớm mau giải thoát. Giờ này đàn tràng đã trang nghiêm, chúng con kính thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng phóng quang ứng giáng đàn tràng chứng minh và gia hộ. Chúng con lại xin thỉnh hết thảy các đức hộ pháp, chư thiên thiền thần, chư linh thần hộ trì đồng lai lâm đàn tràng, ủng hộ cho khóa lễ được viên mãn công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thường gia hộ Bồ Tát Ma Ha Tát.
Chúng con thành kính cung thỉnh chư tăng an tọa trên bàn chứng minh. Đại từ đại bi thương chúng sinh ơi, đại hỷ đại xả cứu hàm mà thương ơi, tướng đẹp sáng người dùng trang nghĩa mới chúng con chi tâm thành đánh lệ. Nam mô Như Lai ưng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dài vô thường sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ chí tâm đảnh lễ ơi Phật thiện danh xưng các tường vương ở cõi quang thắng phương đông cùng chư Phật ở khắp pháp giới. Chi tâm đảnh lễ ơi Phật bảo nguyện chi nghiêm quang âm từ tài vương ở cõi diệu bảo phương đông cùng chư Phật ở khắp pháp giới. Chi tâm đảnh lễ ơi Phật kim sắc bảo quang diệu hành thành tự ở cõi viên mãn hướng tính phương đông cùng chư Phật ở khắp pháp giới. Chi tâm đảnh lễ ơi Phật vô ưu tôi thắng cát tường ở cõi vô ưu phương đông cùng chư Phật ở khắp pháp giới. Chi tâm đảnh lễ ơi Phật pháp hải lôi âm ở cõi pháp tràng phương đông cùng chư Phật ở khắp pháp giới.
chi tâm đảnh lễ ơi phần pháp hài thắng tuệ du hi thần thông ở cõi thiên trụ bao hài phương đông cùng chư phần ở khắp pháp giới chi tâm đảnh lễ ơi phật dược xưa lưu lý quang ở cõi tình lưu lý phương đông cùng chư phật ở khắp pháp giới chi tâm đảnh lễ ơi kinh bàn nguyện công đức của phần dường sư bà chú quan đình cùng tôn pháp ở khắp pháp giới chi tâm đảnh lễ ơi bồ tát nhận quang biến chiếu ở cõi tình lưu ly phương đông cùng chư bồ tát ở khắp pháp chi tâm đảnh lễ ơi bồ tát nguyện quang biến chiếu ở cõi tình lưu ly phương đông cùng chư bồ tát ở khắp pháp giới chi tâm đảnh lễ ơi thánh chúng trong hải hội thánh tình ở cõi tình lưu ly phương đông cùng thánh chúng ở khắp pháp giới xin mời các Phật tử chúng ta an tọa, chúng ta tụng kinh. Lữ trầm vừa đốn pháp giới thơm lừng xa đưa hải hội Phật đều mừng đâu đâu cũng thấy cát tường vân thành y ân cần chư Phật hiện toàn thân Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma tình khẩu nghiệm chân ngôn án tu lì ma tu lì tu tu lì tán bà an tu lì ma tu lì tu lì tán bà an tu lì ma tu lì tu lì tát bà tình thân nghiệp chân ngôn án tu đa lì tu đa lì tu ma lì sa bà an tu đa lì tu ma lì sa bà an tu đa lì tu ma lì sa bà tình tam nghiệp chân ngôn án sa bà ba pha chuẩn đà sa pha đát ma sa pha ba pha chuẩn đồ ham an sa pha ba pha chuẩn đà sa pha đát ma sa pha ba pha chuẩn đồ ham an sa pha ba pha chuẩn đà sa pha đát ma sa pha ba pha chuẩn đồ ham an thổ địa chân ngôn nam mô tam bản đa môn đa nam an đô 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 địa vị tam bà nam mô tam đa môn đa nam an đô 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 địa vị tam bà nam mô tam bản đa môn đa nam an đô 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 địa vị tam bà bồ cúng giảng chân ngôn án nga nga nắng tam ba pha phiền nhận ra hồng án nga nga nắng tam ba pha phiền nhận ra hồng án nga nga nắng tam ba pha phiền nhận ra hồng xa bà chẳng ở được lâu dài sớm liệu tụng kinh cửa Phật đài sao
theo nguyện vương tiêu hết tội ba nghìn hoa Phật, dù lòng soi hoa sen tây trung đầy thơm ngát quả phúc nam diêm đường tốn tươi, giải kết tiêu tai thêm tuổi thọ vững vàng vạn mệnh đường yên vui. Nam mô tiêu tai diên thọ dường sư Phật, nam mô tiêu tai diên thọ dược sư Phật, nam mô tiêu tai diên thọ dược sư Phật. Thỉnh đại chúng mở kinh trang số 11. Kinh dưỡng sư lưu ly quang Như Lai bốn nguyện công đức, ta nghe như vậy một thuở nó đức vạn gia phàm đi châu du giáo hoa các nước đến thành Quảng Nghiêm, ở nghỉ dưới cây nhạc âm cùng với tám ngàn vị đại tỳ kheo, ba vạn sáu ngàn vị đại bồ tát, các ngàn cuống vương đại thần bà la môn, các hạng cư sĩ thiên long ban bồ cũng nhân phi nhân, cả thầy đại chúng nhiều vô lượng đồng vây quanh phần cung kinh thỉnh ngài thuyết pháp. Lúc bây giờ ông Mạn Thù thật lời pháp vương tử nhờ oai thần của phần từ chỗ ngồi đứng dậy, bèn đi để bày vai bên yêu và gối bên mặt quỳ sẵn đất, em nem chấm tay hướng về phía phần bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cúi mong ngài nói rõ những danh hiệu, những bốn nguyện rộng lớn cùng những công đức thù thắng của chư Phật, để cho những người đang nghe pháp nghiệm chướng tiêu trừ, và để cho chúng hữu tình ở đời tương pháp được nhiều lợi lạc. Về sau Đức Thế Tôn khen ông Mạn Thù thật lời đồng tử rằng: Ngay tay ơi tay Mạn Thù thật lời, người lấy lòng đại bi yêu cầu ta nói những danh hiệu và bốn nguyện công đức của chư Phật, là vì muốn cho chúng hữu tình khỏi bị nghiệm chướng ràng buộc, lợi ích an vui trong đời tưởng pháp. Về sau này người nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ông mà nói. Ông Mạn Thù thân lời bạch rằng: Dạ mong Thế Tôn, nói chúng con xin nghe. Phật bảo ông Mạn Thù thất lời: Ở phương đông cánh đây hơn mười hằng hà xa cõi Phật, có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Đức giáo chủ cõi ấy hiểu là dường sư Lưu Ly Quang Như Lai ứng chính đẳng giác minh hạnh viên mãn thiện thể, thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật bảo: Gia pháp này Mạn Thù thất lời. Đức dưỡng sư Lưu Ly Quang Như Lai khi còn tu hành đạo Bồ Tát, có phát mười hai nguyện lớn khiến cho chúng hữu tình cầu gì đường đó. Nguyện thứ nhất, ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo chính đẳng chính giác, thân ta có hào quang sáng suốt rực rỡ chiếu khắp vô lượng vô số vô biên thế giới, khiến cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ 32 tướng đại trưởng phu cùng 80 món tùy hình trang nghiêm như thân của ta. Vậy nguyện thứ hai, ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo Bồ Đề, thân ta như ngọc lưu ly trong ngoài sáng suốt tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bờn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi, công đức cao vòi vòi và an chùa giữa từng lưỡi dệt bằng tia sáng tỏ ơn vầng nhật nguyện. Chúng sinh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí được mở
cho ai phải chịu sự tiêu tốn. Nguyện thứ tư ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình tu theo tà đạo thì ta khiến họ quay về an trụ trong đạo Bồ Đề. Hoàng có những người tu hành theo hành thánh văn động giác thì ta cũng lấy phép đại thừa mà dạy bảo cho họ. Nguyện thứ năm ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nhiều vô lượng vô biên ở trong giáo pháp của ta mà tu hành theo hành thanh tịnh thì ta khiến cho tất cả đều giữ được giới pháp hoàn toàn đầy đủ cả tam tụ tịnh giới. Giả sử có người nào bị tội hủy phạm giới pháp mà khi đã nghe được danh hiệu ta thì trở lại đường thanh tịnh khỏi xa vào đường ác. Nguyện thứ sáu ta nguyện đời sau khi chứng đường đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nào thân hình hèn hạ khán khăn không đủ xấu xa khờ khạo tai điếc mắt đuôi nói năng ngọng liều tay chân tận nguyện lang hồi điên cuồng chịu tất cả những bệnh khổ ấy mà khi đã nghe danh hiệu ta thì liền đường thân hình đoan chính tâm tình khôn ngoan các căn đầy đủ không còn những bệnh khổ ấy nữa. Nguyện thứ bảy ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nào bị những chứng bệnh hiểm nghèo không ai cứu chữa không ai để nương nhờ không gặp thầy không gặp thuốc không bà con không nhà cửa chịu nhiều nỗi nghèo hèn khốn khổ mà nếu danh hiệu ta đã nghe lọt vào tai một lần thì tất cả bệnh hoạn khổ não đều tiêu trừ thân tâm an là gia quyến xung vầy của cải sung túc cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Nguyện thứ tám ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hẹn hà khổ sở của thân gái làm cho buồn rầu bừng tức sinh tâm nhàm chán muốn bỏ thân ấy mà nếu nghe danh hiệu ta rồi thì tất cả đều đường chuyển thân gái thành thân trái có đủ hình tượng chuồng phu cho đến chứng đường đạo quả vô thượng Bồ Đề. Nguyện thứ chín ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề thì khiến cho chúng hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp đường giải thoát tất cả sự ràng buộc của ngoại đạo. Nếu có những kẻ xa vào rừng an kiến ta nhiệm dẫn họ trở về với chính kiến và dần dần họ tu tập theo các hành Bồ Tát đường mau chứng đạo chính đẳng Bồ Đề. Nguyện thứ mười ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nào mà pháp luật nhà vua ra tội phải bị xiển xích đánh đập hoặc bị giam giữ trong chốn lao tù hoặc bị chém giết hoặc bị nhiều tai nạn nhục nhã thân tâm chịu những nỗi khổ buồn rầu vẫn dẫn. Nếu nghe đến danh hiệu ta thì nhớ xung ngoại thần phương đức của ta đều đường giải toàn tất cả những nỗi ưu khổ ấy. Nguyện thứ mười một ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nào bị sự đói khát hoành hành đến nỗi vì tạo miếng ăn phải tạo các nghiệp dữ mà nếu nghe danh hiệu ta rồi chuyên niệm thọ trì thì trước hết ta dùng các món ăn uống ngon là ban bố cho thân nó được no đủ và sau ta phát vì nhiệm màu kiến lập cho họ cái cảnh giới an lạc hoàn toàn. Nguyện thứ mười hai ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nào nghèo đến nỗi không có áo che thân vì muối mỏng cắn đốt
tốt đẹp nào, các bảo vật trang nghiêm nào, tràng hoa phân sám bạn ngát mùi thơm, và trống nhạc cùng những điều ca múa, tùy tâm muốn thưởng thức món nào cũng được thỏa mãn cả. Này Man Tu Thất Lợi, đó là mười ngày lời nguyện lớn của nhiệm màu của Đức Giê-xu Liễu Lê Quang Như Lai ứng chính đẳng chính giác phán ra. Trong khi tu hành đạo Bồ Tát lại nữa, Màn Thù Thất Lợi Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia khi còn tu hành đạo Bồ Tát phát những lời nguyện rộng lớn và những công đức trang nghiêm ở cõi ngài. Dầu ta nói mãn một kiếp hay hơn một kiếp cũng không thể nào hết được, nhưng ta có thể nói ngay rằng cõi phần kia một bề thanh tịnh, không có đàn bà cũng không có đường dữ, và cả đến thiên khổ cũng không ở cõi ấy. Đất toàn bằng chất lưu ly, đường đi có dây bằng vàng, răng làm ranh giới, còn thành quách cung điện mái hiên cửa sổ, cho đến các lâm lưới bao phủ cũng toàn bằng đồ thân báo, làm ra thân chẳng khác gì những công đức trang nghiêm ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Về cõi Phật đây có hai vị đại Bồ Tát là Nhật Quang Biên Chiếu và Nguyệt Quang Biên Chiếu, chính là hai bậc thượng thủ trong vô lượng vô số Bồ Tát, và lại là những bậc Sâm Bồ Xứ làm Phật. Hai vị này đều giữ gìn kho báu chính pháp của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Màn Thù Thất Lợi. Vì thế những kẻ thiện nam tín nữ nào có lòng tin vững chắc thì nên nguyện sinh về thế giới của ngài. Dược Sư Quang Đảnh Chơn Ngôn, Nam Mô Bản Già Phạn Đế Bề Xá Xa Lũ Lô Tính Lưu Ly Văn Lăng Bản Già Xa Già Đán Ta Yến Đà Đà Ra Đế Tam Miểu Tam Bồ Đà Già Đán Điện Ta Án Bề Sai Tề Bề Sai Tề Bề Sai Xá Tam Một Niên Đế Tòa Hà Nam Mô Bản Già Phạn Đế Bề Xá Xa Lũ Lô Tính Lưu Ly Văn Lăng Bản Già Đà Già Đán Ta Yến Đà Ra Ra Đế Tam Miểu Tam Bồ Đà Già Đán Điện Ta Án Bề Sai Tề Bề Sai Tề Bề Sai Xá Tam Một Niên Đế Tòa chướng bao đời đều dài hết giữa danh lòng trần vãn tân thành đội trướng phận đại cấu dài kết dược sư phận. Dược sư phận tiêu tái diên thọ dược sư phận tùy tâm an nguyện dược sư phận. Mười hai nguyện lớn giáo chủ Đông Phương bốn chín đèn soi sáng đàn trường bảy bảy đứng chân thượng lê bái tán dương hết tai nạn đường thọ trường. Nam mô thiếu tai thiên thọ dược sư Phật. Nam mô thiếu tai thiên thọ dược sư Phật. Nam mô thiếu tai thiên thọ dược sư Phật. Nam mô thiếu tai thiên thọ dược sư Phật. Nam mô thiếu tai thiên thọ dược sư Phật. Nam mô thiếu tai thiên thọ dược sư Phật. Nam mô thiếu tai thiên thọ dược sư Phật. Nam mô thiếu tai thiên thọ dược sư Phật. Nam mô thiếu tai thiên thọ dược sư Phật. Nam mô thiếu tai thiên thọ dược sư Phật. Nam mô thiếu tai thiên thọ dược sư Phật. Nam mô Nhật Quang Biên Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nhật Quang Biên Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nhật Quang Biên Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nguyện Quang Biên Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tác Đại Chứng Minh Phục Nguyện. Tam Bảo Chứng Minh Ngoại Thần Hộ Niệm Bồ Tát Thánh Tăng Thiên Thai La Hán Phạm Vương Đế Thích Tứ Thiên Vương Chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiền Thần Thủy Tư ủng hộ. Chúng con nguyện đem công đức tu tập lục hóa cầu đạo Bồ Đề trên Sư Phụ cùng Tăng Ni Phật Tử Chùa Ba Vàng cùng công đức phát sinh từ khóa lễ hôm nay. Kính nguyện Sư Phụ của chúng con Tứ Đại Điều Hòa Chủ Thế Xa Bà Giải Lâu để chúng con có được nơi nương tựa mà tu học theo chánh pháp. Thỉnh nguyện Sư Phụ đời đời các kiếp vì lai thị hiện mang ánh sáng trí tuệ bát nhã của các đức Như Lai, phổ độ quần sinh khiến cho muôn loài đều thấm nhuần lời Đức Phật dạy, tín sâu nhân quả, phát tâm Bồ Đề, ứng dụng tu hành sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Chúng con xin hồi hướng các công đức trên về vô thượng Bồ Đề và nguyện cầu cho bậc thánh sớm xuất hiện nơi đời cứu độ chúng sinh, ánh sáng Phật pháp được lan tỏa khắp muôn nơi, mọi người ứng dụng Phật pháp tu hành đều được an vui lợi lạc. Nguyện cho hết thảy các phật tử thiện nam tín nữ nhân dân tham gia tu tập cùng những ai hướng tâm tùy hỷ về khóa lễ hôm nay mà phước lành được tăng trưởng, oan khiên oan kết nhiều đời nhiều kiếp thảy đều được hóa giải, thọ mạng dài lâu xa lìa khổ ách, nghiệp chướng phiền não như chướng thảy được tiêu trừ, thân tâm an lạc, mọi việc hanh thông, gia đạo hưng long, lòng tin nơi Tam Bảo ngày càng sâu, mau chóng trở thành Phật tử thuần thành tu hành cầu vô thượng Bồ Đề. Nguyện cho hết thảy chư vị hộ pháp đã bảo hộ đàn tràng cùng hết thảy các chúng chư thiên chư thần chư linh thần hộ trì vì về trong pháp hội hôm nay, nương công đức phúc lành này mà phẩm vị thêm cao, oai lực thêm lớn, tâm Bồ Đề tăng trưởng, luôn tinh tấn Bồ Đề bảo hộ cho hết thảy chúng sinh biết bỏ ác làm lành, tu theo chính đạo. Chúng con xin hồi hướng cho hết thảy các chúng trong cõi tâm linh mà chư Tăng Ni Phật tử nhân dân đã bạch thỉnh về chương trình tu tập, được nương công đức này mà xả bỏ lầm mê, xa rời chấp trước, ác nghiệp tiêu trừ, tăng trưởng phúc lành, hóa giải oán kết, giác ngộ Phật pháp quy Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp sinh ra nơi đâu cũng được nương tựa Tam Bảo, gặp chính pháp, gặp bậc minh sư thiện hữu tri thức dẫn dắt tu hành cầu đạo giải thoát của các đấng Như Lai. Lại nguyện đất nước thái bình thịnh trị dài lâu, năm châu bốn biển cùng chung một nhà, người người chan hòa biết sống vì tha, an lành hạnh phúc. Khắp nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh, âm siêu dương thời pháp giới chúng sinh tịnh giữ vô tình, động tròn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Công phu công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp phàm giới các chúng sinh thấy đều thế nhầm vô sinh nhân, nguyện tiêu ba chướng thành phiền não, nguyện đường trí tuệ thân sáng ngời, nguyện các tội chướng thấy tiêu trừ, đời đời thượng hành Bồ Tát đạo, nguyện đem công đức tu hành này chan rãi mười phương khắp tất cả, hết thảy chúng con cùng các loài đồng đường lên ngôi vô thượng giác từ quý Phật. Nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn, phát tâm vô thượng từ quý pháp. Nguyện cho chúng sinh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển từ quý tăng. Nguyện cho chúng sinh quản lý đại chúng hết thảy không ngại, hòa nam thanh chúng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này khóa lễ tụng kinh Dược Sư Cầu An đã kết thúc viên mãn. Chúng con xin thành kính cảm niệm và tri ân ân đức trên chư tôn đức tăng. Và chúng con xin thành kính cung tiễn chư tôn đức tăng hồi quy tăng xá. Thỉnh toàn thể đại chúng đồng khởi thân, chắp tay trang nghiêm niệm hồng danh Phật để cung tiễn quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý nhân dân Phật tử, thời khóa tụng kinh Dược Sư Cầu An sẽ được phát trực tuyến vào lúc 19:30 từ ngày hôm nay đến ngày 13 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tức ngày 22 tháng 2 năm 2024. Riêng ngày 14, 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tức ngày 23 và 24 tháng 2 năm 2024, chương trình tụng kinh sẽ được phát vào lúc 15 giờ chiều. Xin khuyến thỉnh quý Phật tử và nhân dân cùng trì tụng kinh Dược Sư để được lợi ích. Chương trình sẽ được phát trực tiếp trên các trang truyền thông của Chùa Ba Vàng. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị luôn được trở che dưới ánh sáng từ quang của mười phương chư Phật, an vui và hạnh phúc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.